Akash, xin cảm ơn mọi người nha. Cuối cùng thì vị tướng Nasi cũng đã có một cái trang phục mới. Trang phục này sẽ nằm ở trong vòng quay 12 ô nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip này đi test cái trang phục mới của vị tướng Nasi cho tất cả các bạn xem nha. Hiện tại thì cái trang phục này mình đã nhận được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào tướng luôn. Rồi vào pháp sư Dashi, Dashi, Ankumi. Đây, Dashi đây. Đây chính là trang phục mới đô đốc tinh hệ nha các bạn. Bèn, wow. Tạo hình đô đốc, văn võ song toàn, hiệu ứng, thứ nguyên, sắc tím bí ẩn. Úi giời ơi. Trang phục này là màu tím đó các bạn ạ. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Nếu các bạn muốn sở hữu trang phục này thì các bạn phải tham gia cái vòng quay 12 ô nhá. Trang phục này trang phục hữu hạn đấy các bạn. Các bạn chỉ có thể nhận được trong cái vòng quay 12 ô mà trang phục này nó sẽ không được bán. Và nó cũng không phải đổi bằng đá quý luôn. Đây là một trang phục hữu hạn trong vòng quay 12 ô. Ok, mình sẽ đi test thử xem hiệu ứng kỹ năng của nó. Nghe nói là màu tím thủy chung đúng không? Để xem tím nó có sexy baby không nha. Đó, tăng mát chiều tất cả các thứ kiểu con đà điểu luôn. Đấy, đây là hiệu ứng hình ảnh. Ui ôi, đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha. Ôi, thì chưa một bựa vậy. Trời ơi, chưa một giống như là chưa hai kim cương các bạn ạ. Màu tím là màu tím kim cương. Đấy, nhìn thấy cái chiêu một của vị tướng Dashi này nó lại giống cái gì nhỉ, cái quả cầu gì ấy nhỉ, bằng kim cương ấy nhỉ, mình cứ thấy nó quen quen mà mình không nhớ nó ở đâu ra nè. Ấy nó bùm, ui kim cương đẹp thế. Công nhận cái chiêu một của nó mình thấy nó quen quen các bạn ạ, nhưng mà mình không nhớ là nó đã mình đã từng nhìn ở đâu rồi, nhưng mà trông nó cũng khá là giống y chang luôn mà mình không nhớ là cái gì. Nói chung là cái chiêu một của nó là kim cương các bạn ạ. Giống như là mình ở nằm ở bên trong cái quả kim cái gọi là quả cầu kim cương ấy. Đẹp vết. Chiêu cuối thì mình thấy nó cũng khá là được. Nói chung là trang phục này ổn các bạn ạ. Hiệu ứng kỹ năng rồi, hiệu ứng hình ảnh khá là đẹp. Uầy. Úi giời ơi. Ghê chưa? Các bạn thấy hiệu ứng kỹ năng ghê chưa? Đây là một cái trang phục mà có hiệu ứng kỹ năng đẹp nhất của vị tướng Dashi. Chính xác ra thì đây là cái trang phục thứ hai của vị tướng Dashi. Cái trang phục đầu thì nó không có quá là đặc biệt các bạn ạ. Còn trang phục này thì là một cái trang phục đặc biệt. Cuối cùng thì vị tướng Dashi thì cũng đã ra một cái trang phục có khá là chất. Hôm nay mình sẽ làm clip này đi test thử cái trang phục này. Nếu các bạn yêu thích mình làm clip về vị tướng Dashi thì nhớ comment cho mình biết nha. Mai nói chung là hôm sau thì mình sẽ làm clip về vị tướng Dashi đi đánh hạng cho tất cả các bạn xem nhé. Tại vì trang phục này ra rồi, đâm ra thì clip ngày mai mình sẽ cố gắng làm clip Dashi tùm chiu. Đẹp phết. Đấy, kim cương kìa, tùm chiu. Khi nó bung ra nó giống như hoa sen tím ấy các bạn nhỉ. Chiêu 2 khi mà nó nổ ấy giống như hoa sen tím ấy ha. Trông giống này nè, nổ nè, tùm chiu. Đó, giống như cái hoa sen màu tím ấy. Trông đẹp phết. Còn chiêu cuối thì mình thấy nó cũng mờ nhạt hơn so với chiêu 1 và chiêu 2. Đó là những gì mình cảm nhận. Tại vì chiêu cuối mình thấy nó kiểu như hình ảnh cũng như là nó mờ quá. Rồi chiêu 2 nó nổ này, trông giống hoa sen này. Mình thích là cái chiêu 1 đấy các bạn ạ. Khi mà bật lên nó giống như là mình ở trong cái cục kim cương ấy. Trông nó đã phết. Đấy, nè, thấy không? Các bạn thấy không? Y chang luôn. Rất là giống luôn, đẹp. Giống kim cương ấy. Mà các bạn cũng đã biết rằng cái kim cương thì nó thuộc dạng là đẹp nhất trong tất cả các loại rồi. Nó còn đắt hơn cả vàng nữa cơ mà. Gắt thế cơ đấy. Úi giời ơi. Thanh niên biến thái này. Bay vào này. Lì chân của mình này. Úi giời, cố gắng này, chạy đâu. Ôi vai lèo chạy mất luôn rồi kìa. Ghê nhờ. Láo thế cơ chứ. Cái thanh niên than này bực mình hết cả mình. Bay vào đây, nổ nè. Bùm chiu. Không có đủ tầm các bạn ơi. Thôi đi về. Đó, các bạn thấy hiệu ứng kỹ năng đẹp không? Nói chung là nếu mà so với nhiều trang phục khác thì mình không dám chắc là đẹp hơn. Nhưng mà trang phục này là đẹp nhất của vị tướng Dashi rồi. Tại vì đây là cái trang phục đầu tiên mà có hiệu ứng kỹ năng của vị tướng Dashi. Màu tím kim cường. Ôi dồi ôi, đẹp vãi. Đẹp chưa? Đó, đi test cho tất cả các bạn xem này. Đó. Và ở trong cái clip này thì mình sẽ muốn nói thêm một cái vấn đề nữa. Không phải là dành về trang phục, mà nó dành về một cái, có một cái, như các bạn cũng đã biết rằng thì SEA Games sắp tới sẽ có gọi là
một đội tuyển gọi là cái game liên quan mobile nó sẽ đưa vào trong cái gọi là thể thao các bạn ạ. Cái đó gọi là cái gì nhỉ? Cái gì đấy? Mà thôi, mà tí nữa mình sẽ ra mình đọc cho tất cả các bạn xem nhá. Mình mới biết cái thông tin này, nói chung là cũng vài ngày rồi nhưng mà mình chưa thông báo. Bây giờ tập trung làm gọi là cho các bạn xem hiệu ứng kỹ năng trước cái đã nhá. Tí nữa thì mình sẽ nói về cái vấn đề đó sau. Úi giời ơi. Một cái niềm mà mình cảm thấy khá là thích đó chính là bắn mạnh chết này. Đó chính là cái chiêu mồi của nó. Ói, giống như là được bên trong nõi kim cương ấy, nhìn chết là phê luôn. Chất là chất. Còn hiệu ứng kỹ năng chiêu 2 thì nó nổ giống như hoa sen một tím ấy. Cái đó là mình cảm nhận nó giống vậy, không biết là các bạn cảm nhận thế nào. Nhưng mà nó nổ cũng khá là ok chứ, không có đúng cũng gọi là tệ cho lắm. Chết nè. Dạo này vòng 2012 ô toàn cập nhật những trang phục gọi là đẹp các bạn nhỉ. Toàn trang phục hữu hạn mà trang phục nào cũng thấy được ổn, trang phục nào cũng thấy đẹp. Ui giời ơi, rồi xong anh than, teo rồi, teo cua rồi còn đâu. Bùm, chết này, nổ vào đầu nè. Uầy, ghê nha. Chém cái gì mà chém. Úi giời ơi, hụt rồi. Đó, mọi người thấy trang phục cái này có hiệu ứng kỹ năng chiêu 2 trông bắt mắt không? Bắt mắt ha? Bắt mắt đúng không? Rồi, thì có lẽ mình test sơ qua về cái trang phục hiệu ứng kỹ năng vậy đủ rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ test sơ qua về cái hiệu ứng hình ảnh cho tất cả các bạn xem sơ qua một lượt nữa. Đây, các bạn có thể vào vòng quay 12 ô, nó hiện lên trên màn hình luôn này các bạn. Đó, nhấp vào cái là quay thôi. Bạn nào mà tham gia vòng quay 12 ô rồi thì chắc là cũng đã biết rồi đúng không? Rồi, tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ đâu rồi? Đây. Cái thường đâu có gọi là cái nào có màu tím đâu. Đây là trang phục đầu tiên có gọi là hiệu ứng kỹ năng màu tím của Daisy. Đó. Tay kìa, tay cầm giống như hai quả kim cương kìa. Oai, lều ơi. Chất nhờ. Hai cái cánh màu tím luôn, thế mới chịu chứ. Vãi lều. Và trang phục không thường không có các bạn ạ. Trang phục thường không có. Không có. Daisy thì bị tướng một thời gian, nó mới đầu mới ra mắt thì cũng là một cái con tướng mà bá đạo lắm. Nhưng mà bây giờ bị giảm sức mạnh một ít rồi, đâm ra thì cũng đỡ hơn ngày xưa. Nhưng mà cũng rất là mạnh. Và điều thứ hai mình muốn nói trong cái clip này đó chính là đội tuyển Liên quân Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 30 tiếp nối thành công tại ASEAN Games 2018. Thể thao điện tử chính thức được công nhận là môn thể thao thi đấu tính huân chương ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào tháng 12 năm 2019. Như vậy là bây giờ tháng 8 rồi, là tháng 12 nó sẽ diễn ra ở Philippines nha các bạn. Các bạn có biết giờ là SEA Games là một cái nơi gọi là có những môn thể thao mà tính huy chương đem gọi là vinh dự về cho nước nhà. Liên quân mobile vinh dự được chọn là môn thể thao điện tử thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á này. Kinh chưa? Các bạn đã thấy đáng sợ chưa? Trời, Liên quân đấy, Liên quân mobile đấy. Ôi, kinh điển vãi lều ra. Vui quá trời các bạn ạ. Và đặc biệt nha. Tí nữa thì mình sẽ nói sau ha. Như các bạn cũng đã biết rằng SEA Games thì sẽ chiếu trực tiếp trên TV. Và như vậy là có thể sau này bố mẹ của các bạn có thể xem những cái môn thể thao như thế này, những cái trận đấu như thế này. Và chúng ta sẽ không còn bị gọi là nhiều phụ huynh ganh khi mà mình đang chơi game nữa. Đó là một cái tin vui dành cho tất cả các bạn gọi là fan của Liên quân Mobile. Ok. Công ty Việt Nam A-Port phối hợp cùng Viresa, Đại hội Thể thao Điện tử Việt Nam sẽ tổ chức hai vòng gồm vòng loại và vòng tuyển chọn để lựa chọn đội tuyển Liên quân Việt Nam tham dự SEA Games 30 đấu trường danh vọng mùa đông 2019, giải chuyên nghiệp cao cấp và danh giá nhất của Garena Liên quân Mobile là giai đoạn vòng loại. Tuyển chọn ra 4 đội tuyển xuất sắc nhất sau khi kết thúc lượt đi và lượt về để bước vào vòng tuyển chọn. Sau đó, đội vô địch vòng tuyển chọn sẽ trở thành đội Liên quân Việt Nam tham dự SEA Games 2030. Có nghĩa là
Bây giờ sẽ là tới cái lịch thi đấu để tuyển chọn mà đội tuyển mà để tham dự gọi là SEA Games 30 các bạn. Đấy, vòng tuyển chọn sẽ diễn ra theo thể thức BO5, riêng chung kết là BO7, nhánh thua và áp dụng luật cấm chọn quốc tế thi đấu trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9. Việc phân chia cặp đấu sẽ căn cứ thành tích các đội tại tuyển tại giải đấu vòng loại. Có nghĩa là các đội tuyển sẽ tham gia vào đây chung kết đây các bạn ạ. Đây sẽ là ngày 17 17 giờ ngày 18 tháng 8 nha các bạn. Đây là vòng trận chung kết để mà phân ra một cái đội là mạnh nhất của Việt Nam để tham dự vào SEA Games 30. Đấy. Đặc biệt trận chung kết của vòng tuyển chọn đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam tham dự SEA Games 30 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình VTV. Đây là một cột mốc đánh dấu sự nghiệp phát triển của thể thao điện tử tại Việt Nam khi mà các trận đấu eSports cũng đã được phát sóng trực tiếp trên cái truyền hình giống như mọi thể môn thể thao khác ấy, được trực tiếp trên HTV luôn các bạn ơi. Kinh chưa? Đấy, các bạn thấy đáng sợ chưa? Đây sẽ là một cái cột mốc lịch sử dành cho Liên Quân Mobile và các môn thể thao điện tử nói riêng. Nói nữa đó, vì thế nên các bạn hãy cổ vũ nhiệt tình, nhớ vào xem cái trận đấu chung kết vào ngày 17 17 giờ 20 ngày 18 tháng 8 nha các bạn. Có nghĩa là ngày 18 tháng 8 đấy, bắt đầu là từ 17 tháng 8 là bắt đầu là đấu lịch đấu để tuyển chọn rồi các bạn ạ. Với mong muốn đồng hành cùng sự kiện sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam, Shopee thức trở thành nhà tài trợ chính của vòng tuyển chọn lần này. Shopee là nhà tài trợ các bạn, tài trợ để cho giống như tài trợ với Liên Quân và Shopee kết hợp để tài trợ vòng tuyển chọn này các bạn. Rồi thì đây là một cái thông tin mà mình muốn thông báo cho tất cả các bạn biết, đó là chính là đây sẽ là một cái giống như là một cái cột mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển của thể thao điện tử tại Việt Nam ấy. Thì các bạn nhớ vào cổ vũ cho cái trận chung kết này nha, cổ vũ cho các đội tuyển của chúng ta để có thể chọn ra một cái đội tuyển mạnh nhất để tham dự SEA Games. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. Đợt này vòng chung kết sẽ được HTV truyền hình trực tiếp luôn các bạn ạ. Gặt thế rồi đấy. Các bạn có thể xem trên HTV hoặc là xem trên Facebook này hoặc là trên trang của YouTube của Garena.Liên Quân cũng truyền hình trực tiếp tất cả luôn nha các bạn. Có nghĩa là trực hình trực tiếp từ Facebook này, YouTube này và cả trên TV. Các bạn xem trên TV thì HTV hôm đó thì nhớ mở cho tất cả bố mẹ mình đều xem nhá. Ai biết đâu được. Đấy, sau sau này bố mẹ sẽ không cấm chúng ta chơi Liên Quân nữa. Sẽ không còn dị nghị về cứ gọi là chơi game thế này thế kia nữa nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.